Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Xây tổ ấm hạnh phúc bằng hạt gạo lứt. Thực dưỡng không chỉ giúp phục hồi sức khỏe mà còn xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển trí tuệ. Mọi gia đình áp dụng thực dưỡng đều được hưởng như vậy. Và gia đình cô Võ Như Khuê không nằm ngoài kết quả này. Cô Khuê sinh năm 1959, sống ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang giữ huy chương vàng giải yoga Việt Ấn mở rộng năm 2015 dành cho độ tuổi từ 46 trở lên tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 30 năm rồi, cô không bị bệnh, không uống thuốc. Cô có một gia đình hạnh phúc với ba người con đều ngoan hiền và giỏi. Cuộc sống của cô rất vui vẻ với gia đình và bạn bè. Cô thích thú cùng chồng hướng dẫn dùng người ăn gạo lứt theo phương pháp thực dưỡng để đẩy lùi bệnh tật và kháng kiện sức khỏe. Tâm đầu ý hợp nhờ biết thực dưỡng. Khi còn trẻ, cô Khuê theo học đông y với lương y Nguyễn Trung Hòa và nữ y sư Hồng Nguyên. Sau đó, cô học thuốc nam và làm thuốc ở phòng thuốc trong chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cô thường xuyên châm cứu cho bệnh nhân. Thầy đông y của cô dạy rằng người châm cứu dễ bị mất khí nên phải luyện khí. Sau một thời gian làm châm cứu, cô cảm thấy người yếu mệt mỏi nên đi học Thái Cực Quyền. Người dạy cho cô là một thanh niên to khỏe hiền lành, đã ăn gạo lứt, nghiên cứu về thực dưỡng từ lâu và có tên là Nguyễn Văn Trung. Trước đó cô được thầy dạy Anh Văn tặng cho quyển sách Làm Thế Nào Để Sống Vui, viết về thực dưỡng. Đọc xong quyển sách này thì cô thấy hay, cô mua gạo lứt về nấu ăn nhưng được vài hôm rồi không ăn nữa. Nhờ vậy, thầy trò thường nói chuyện nhiều với nhau về gạo lứt. Qua những quyển sách thực dưỡng, cô biết rằng người ăn gạo lứt thường có bản tính hiền lương, dễ mến và thông minh. Sau một thời gian học và nói chuyện với nhau, cô thấy bản tính này thể hiện ngày càng rõ trong con người của thầy Trung. Từ đó cô không nghỉ học ngày nào để được gặp mặt thầy trên lớp. Thầy cũng biết điều đó nên không bao giờ cho lớp nghỉ học. Để được nhìn thấy cô đến lớp, cô nghĩ mình sẽ được ăn gạo lứt trở lại nếu như hai người nên duyên chồng vợ. Duyên đã chín mùi, thầy và cô cưới nhau và sống hạnh phúc đến bây giờ. Gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt. Cô sinh cho thầy ba người con và người nào cũng học giỏi, ngoan hiền, trọng chữ tín. Người con trai đầu sinh năm 1987, tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội Nhân Văn, ngành Anh Văn và đã cưới vợ từng du học tại Pháp. Khi cô Khuê mang thai người con đầu cũng là đứa cháu đầu nên bà ngoại rất là cưng. Bà ngoại chuẩn bị đủ thứ cho cô ăn để dưỡng thai và đồng thời thì bà ngoại phản đối cô ăn gạo lứt, ăn kiêng. Gia đình bên nội cũng thế, cô đã nghiêng theo gia đình vì muốn ăn thứ gì có thứ đó, sung sướng mà, và không ăn theo thầy Trung. Từ 6 tháng đến 3 tuổi, em bé thường bị bệnh. Lúc 10 tháng tuổi, em bé bị ghẻ ngứa đầy đầu. Nhìn thấy vậy, cô xót ruột, cô nghĩ đi bác sĩ chưa chắc con mình hết bệnh. Thôi thì nghe lời chồng ăn số 7, chỉ ăn gạo lứt với muối mè mà không ăn thêm bất cứ một thứ gì khác, thử xem. Cô ăn số 7 và cho con bú. Ngoài ra cho con ăn dặm cháo lứt và bột gạo lứt. Trong tuần đầu thì cô thấy các mụn ghẻ cũ đều lành, mụn ghẻ mới có mọc ra, nhưng qua ngày hôm sau là lặn mất. Đến ngày thứ 14 là cả đầu em bé không còn một mụn ghẻ nào. Như vậy mà cô càng tin vào hạt gạo lứt và thực dưỡng. Ngoài bệnh ghẻ thì em bé của cô còn rất là dễ bị cảm sốt. Tắm nước nóng cũng bị cảm sốt, lau nước cũng bị cảm sốt. Những lúc sốt thì hai vợ chồng phải thức suốt đêm để chăm sóc cho con. Từ đó về sau bệnh này cũng biến mất luôn. Cô nói đứa đầu hơi yếu hơn hai đứa sau vì trong thời gian mang thai đứa đầu, cô ăn gạo lứt nhưng mà không ăn kỹ và liên tục. Trong khi đó hai đứa con của cô hoàn toàn là ăn gạo lứt, gần với số 6 tức là 90% gạo lứt và 10 rau củ. Và số 7, cô nói vì lúc nhỏ hay bị bệnh nên đứa con đầu của cô cũng thường xuyên ăn số 7 và khi lớn lên cháu khỏe mạnh. Cháu thường giúp đỡ bạn bè, rất xem trọng lời hứa nên được bạn bè quý mến. Người con gái giữa sinh năm 1990, thi đậu thủ khoa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2008. Cháu đã tốt nghiệp ngành tâm lý học và đang làm cho một tổ chức của Mỹ tại Việt Nam. Từ nhỏ cô bé đã thông minh và ham học. Cô thường dạy thơ của Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, truyện Kiều cho anh cô bé. Lúc đó anh cô bé chuẩn bị vào lớp 1, khi đó cô bé nghe theo mà thuộc hết. Cô cũng thường đọc truyện cho cô bé nghe và cô bé rất mê mẹ đọc truyện. Một hôm cô nói, tối nào mẹ cũng đọc truyện cho con, mẹ mệt quá, sao con không tự học rồi, tự đọc chữ. Cô nghĩ chỉ nói chơi thôi, không ngờ cô bé muốn học chữ thật. Vậy là cô bé theo mẹ, theo anh học chữ một cách hăng say và thích thú. Hơn 3 tuổi cô bé đã biết đọc truyện Doraemon và cười khúc khích một mình. Lúc 4 tuổi cô bé đã biết đọc, biết viết tranh rẽ và rất là mê đọc truyện. Một hôm được ba Trung chở đi mua truyện, người bán truyện hỏi rằng mua về cho anh cô bé đọc hả? Ba Trung bảo không phải vậy, mà mua cho cô bé này và chỉ cô bé ngồi trên chiếc xe đạp. Người bán truyện biết được khả năng của cô bé cảm thấy rất thú vị. Cô bé không hề bị bệnh, đôi khi bị sốt nhưng chỉ sốt trong ngày và đến chiều là hết nên ba mẹ chưa hề thức đêm với cô bé. Lớn lên cũng vậy, lớn lên một chút, cô bé được học trường trung học cơ sở Chu Văn An.
Lên cấp 3 thì cô bé học trường Trung học phổ thông Năng Khiếu TP.HCM. Đây là một trong những trường tập trung những học sinh xuất sắc nhất của trường TP.HCM. Cô bé đã lấy được bằng C Anh văn của trường Đại học Sư phạm TP.HCM khi đang học lớp 8. Cô Khuê nói cháu rất mạnh mẽ và quyết đoán, làm việc gì là làm đến nơi đến chốn. Càng lớn lên khả năng làm việc và giải quyết vấn đề của cháu càng tốt, làm việc gì cũng nghĩ đến cái lợi của người khác trước. Người con trai út sinh năm 1994, đang học năm 3 trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Năm đó cháu đạt điểm thi vào đại học cao nhất khối lớp 12 của trường Trung học phổ thông Hùng Vương, TP.HCM. Cô nói cháu thông minh học giỏi, đưa một bài toán là cháu biết kết quả ngay và có thể giải ngược từ kết quả. Lời giải các bài toán của cháu thường ngắn hơn của các bạn và thậm chí là thầy cô giáo. Thầy cô giáo của cháu đều tin tưởng chắc chắn cháu sẽ đậu đại học ngay năm thi đầu. Trong quá trình nuôi ba người con, mỗi khi con bệnh cô liền ăn số 7. Cô nói nhờ ăn gạo lứt và ăn chay nên trời thương cho con cái ngoan hiền và mọi việc đều suôn sẻ cả. Ba người con đều biết thương nhau, biết quan tâm đến cha mẹ, biết nghĩ đến những người xung quanh và xã hội. Con cái có nghề nghiệp ổn định, ra ngoài được nhiều người thương mến. Các con được dạy tự lập từ nhỏ nên cô không lo dù các con đi đâu và làm gì. Còn về thành tích bản thân, cô Khuê đã đoạt huy chương vàng dành cho độ tuổi từ 46 trở lên tại giải yoga Việt Ấn mở rộng năm 2015 do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức. Cô thi đấu với tinh thần vững vàng mặc dù đây là lần đầu tiên trong đời đi thi và cũng chưa bao giờ đứng lớp dạy yoga cả. Cô tập yoga từ giữa năm 2008 đến giờ. Nhờ ăn gạo lứt, cơ thể dẻo sẵn nên ngày đầu tiên vào học thì cô làm được tất cả các động tác của huấn luyện viên hướng dẫn. Sau một thời gian tập yoga, cô cảm thấy người như được thông khí, nhanh nhẹn hơn. Về nhà muốn làm hết việc này đến việc khác, cô tập được tất cả các động tác từ dễ đến khó. Những thế dẻo ban đầu không làm được nhưng sau vài ngày là làm được rồi. Một cô bạn cùng tập 40 tuổi đã tập thể dục thẩm mỹ 10 năm rồi nhưng cũng không tập được các thế dẻo mà cô Khuê tập rất là thuần thục. Cô bảo nếu muốn dẻo như cô thì phải ăn gạo lứt. Những chàng trai tuổi độ 20 nếu không khổ luyện cũng ít người tập được những thế dẻo mà cô tập được. Cô nói cô không thông minh như người khác nhưng nhờ biết gạo lứt nên cuộc đời thay đổi. Cô tốt nghiệp cấp 3 và không đi học tiếp. Nhưng cô tự tìm hiểu dạy học và dạy từ vỡ lòng đến lớp 5 mà học trò rất là đông. Chồng cô cũng dạy toán cấp 2 tại nhà. Nhờ vậy mà có đủ tiền để nuôi ba người con ăn học. Bây giờ cô vẫn còn dạy ở nhà. Cô bắt đầu dạy năm 1995 khi con trai út được 1 tuổi. Cô khuyên các bạn thực dưỡng nên chú ý đến vận động cơ thể như là tập yoga, khí công. Các bạn trẻ thì du lịch khám phá hoặc là leo núi. Ăn thực dưỡng kết hợp rèn luyện thân thể làm ta cảm thấy yêu đời hơn. Cô nói dù ở tuổi 58 nhưng cô cảm thấy như là có nguồn năng lượng dồi dào trong cơ thể mình. Thôi thúc mình làm việc này việc nọ, tay chân nhanh nhẹn, như vậy là hạnh phúc còn gì hơn.